Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Kiểm kê lịch đại khai quốc hoàng đế, tần thủy hoàng tài thứ hai, thiên đạo bản xếp hạng hàng lâm, liên tiếp chư thiên lịch sử vị diện. Kiểm kê hình ảnh, chư thiên khả quan. Đại tần, đại hán, đại minh rất nhiều lịch sử vị diện online quan sát. Bắt đầu chính là kiểm kê 10 đại khai quốc hoàng đế. Sẽ từ độ khó khai quốc của bọn họ, công tích tại vị, ảnh hưởng đến hậu thế mà tiến hành xếp hạng doanh chính. Quả nhân đại tần mới tồn tại 14 năm. Chu Nguyên Chương Thổ Mộc Bảo Chiến Thần Ngươi đem lão chu gia mặt mũi đều mất sạch. Tư Mã Viêm Ta kết thúc thời đại Tam Quốc. Có thể so với tần Hoàng Hán Vũ. Hoàng đế đời sau. Theo bản xếp hạng thiên đạo lộ ra ánh sáng, tất cả Hoàng đế đều chấn kinh. Thủy Hoàng đế doanh chính lại càng hoàn toàn điên cuồng. Thủy Hoàng đế ta, lại chỉ là đề nghị. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Một, chiêu thiên dị tượng. Thiên đạo kiểm kê hiện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong thư viện. Trần mặt vừa gõ máy tính, vừa lật xem sách lịch sử, chỉ thấy ngón tay anh không ngừng gõ lên bàn phím. Theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trong mắt hắn rực rỡ sinh huy. Lần này, tuyệt đối có thể trăm vạn phát sóng. Trần mặt lẩm bẩm trong miệng. Là một chủ tô biết lịch sử không có tiếng tâm gì, hắn đem toàn bộ hy vọng ký thác vào bộ sưu tập kiểm kê chế tác lần này. Chỉ thấy trên máy tính đang nhụm đẫm video văn kiện, tên chính là một hàng chữ to. Kiểm kê thập đại khai quốc hoàng đế các đời. Biết rằng, tuy rằng những hoàng đế kia ở trong ấn tượng của người hiện đại khẩu quen thuộc có thể tường tận, nhưng đại đa số người cũng chỉ là hiểu rõ đôi câu vài lời mà thôi. Cũng chính vì vậy Trần Mặc mới làm video kỳ này. Mục đích chính là để lấp đầy chỗ trống này. Ngay khi hắn chuẩn bị công bố, bỗng nhiên màn hình máy tính đen kịt. Bên tai Trần Mặc cũng vang lên tiếng nhắc nhở lạnh như băng. Chúc mừng thu được thiên đạo kiểm kê hệ thống. Thiên đạo hữu cảm, chỉ cần tiến hành kiểm kê là có thể đạt được phần thưởng. Hệ thống này nối tiếp chư thiên vạn giới chỉ cần chủ nhân tâm niệm vừa động, liền có thể để chư thiên vô số vị diện nhìn thấy video. Chỉ cần thu hoạch cảm xúc dao động càng nhiều, đạt được phần thưởng cũng càng nhiều. Trừ lần đó ra, chủ nhân có thể khống chế một bộ phận quyền hạn thiên đạo. Ngoài âm thanh này, đáy lòng Trần mặt cũng xuất hiện rất nhiều tin tức xa lạ trong mắt anh sáng ngời. Cũng không phải những tin tức xuất hiện này, hắn cũng không thể tin được. Trực tiếp kết nối chư thiên vạn giới, trần mặt khẽ nuốt nước miếng không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn phát cái video liền có thể bị thiên đạo chọn trúng đối với việc này trần mặt tự nhiên là vô cùng vui vẻ bất quá việc cấp bách bây giờ vẫn là kiểm kê lần này nghĩ tới đây trong lòng trần mặt có thêm vài phần nóng bỏng chỉ cần thu được càng nhiều chú ý thu được càng nhiều lợi ích lúc này trần mặt vô hình đã có thể hoàn mỹ khống chế hệ thống chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể mở ra kiểm kê. Hiện giờ tự nhiên là không chút do dự. Mở ra kiểm kê. Trần mặt thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy trên bầu trời lôi thần cuồn cuộn dưới đám mây đen bao trùm, lại có một bức tranh từ trên bầu trời từ từ triển khai. Trong khi đó, loại này thiên địa dị tượng, càng là tại trong thành thị đưa tới sóng to gió lớn. Mau nhìn trên trời, như thế nào đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Chẳng lẽ là ảo ảnh sao? gặp quỷ rồi, giữa ban ngày ban mặt chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác. Không đúng, hình ảnh này hình như thay đổi rồi. Đây nhất định là giả, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Không ít người dụi dụi mắt, phát hiện hình ảnh trên vòm trời đích xác tồn tại. Khoa học. Cái này còn khoa học như thế nào? Nhìn thấy loại cảnh tượng quỷ dị này, quả thực chính là đem thế giới quan của những người hiện đại này đặt trên mặt đất ma sát. Theo mọi người chăm chọc, chỉ thấy trên bầu trời, có chữ to màu vàng chậm rãi ngưng kết. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra chờ mong. Và ở phía bên kia, triều đại đại tần. Lúc này tần hoàng đã nhất thống lục hợp, mà đại tần cũng đang cường thịnh. Hoàng cung tần hoàng. Tần thủy hoàng một thân hát văn long bào, trong mắt bể nghệ, quét mắt văn võ bá quan ở đây, chư tử bách gia. Dưới uy áp của tổ long, tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Lý Tư, ngươi có biết trên trời xảy ra chuyện gì không? Tần Hoàng Doanh chính lạnh nhạt mở miệng. Trong lúc nhất thời mọi người trên đại sảnh đều rung lên, không ít người cảm thấy may mắn. Lý Tư đọc nhiều sách vở, chuyện cổ kim không hề không biết. Tin tưởng nhất định có thể nói ra. Lão phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại dị tượng này. Quả nhiên là làm người ta trong lòng chờ mong a. À. Theo nghị luận, chỉ thấy Lý Tư khẽ cúi đầu bẩm báo bệ hạ, việc này ta cũng không biết. Cổ kim thư tịch chưa bao giờ ghi lại loại chuyện này. Lý Tư lập tức nói. Nghe nói như thế, doanh chính cũng hơi sửng sốt. Cái này. Dị tượng trên trời này, ngay cả Lý Tư cũng không biết. Theo ánh mắt doanh chính nhìn về phía bầu trời, lúc này trên bầu trời đại tầng, xuất hiện dị tượng quả thực giống như hiện đại. Chỉ là những người ở đây đều không cho ra một lời giải thích hợp lý triệu cao làm chó săn số một mặc dù là khóc trống nước mắt vẻ mặt kích động quỳ lạy doanh chính bệ hạ đây là tiên tích là trời cao đang ca ngợi công đức của ngươi a à? triệu cao vẻ mặt cung kính nói nghe vậy văn võ bá quan phía dưới đều là khóe miệng co quắp triệu cao da mặt cũng quá dày trực tiếp liếm bất quá nghe được triệu cao nói những phương sĩ kia cũng nhao nhao đáp ứng bệ hạ vận dụng quốc lực đại tần ta nhất định có thể tìm được tiên nhân chỉ cần một ngàn đồng nam một ngàn đồng nữ tầm tiên vô ưu đúng vậy bệ hạ xin mau mau hạ lệnh những phương sĩ kia ánh mắt lóe lên nhao nhao mở miệng từ phút cầm đầu lại nuốt một ngụm nước miếng nghe được lời nói của đám đông doanh chính nhìn về phía thiên khung trong lòng càng thêm chờ mong chẳng lẽ trên đời này thật sự có tiên nhân sao Doanh chính nhìn dị tượng quay cuồng trên bầu trời, nuốt một ngụm nước miếng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 2. Mỗi triều đại nghị luận. Tư mã viêm. Trẫm có thể so với. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bên kia, triều đại đại hán. Trong vị ương cung lúc này lưu bang đang cùng một đám đại thần uống rượu mua vui ánh mắt mọi người đều kích động hưng phấn đại hán hôm nay xem như vừa mới ổn định lại thấy xuất hiện loại dị tượng này nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người ngay khi lưu bang đang chuẩn bị mở miệng hỏi phàn khoái ở bên cạnh hắn kinh hô một tiếng mau nhìn đó hình như là chữ lời này vừa nói ra vô luận là lưu bang hay là một đám đại thần đều trợn to mắt trên trời làm sao có thể có chữ? Chẳng lẽ thật sự là tiên nhân làm? Dưới những ánh mắt này, chỉ thấy trên bầu trời, chậm rãi hiện ra một hàng chữ to màu vàng. Những người nhìn thấy cảnh này đều nuốt nước miếng. Sớm thôi, từng dòng chữ xuất hiện. Trung Hoa trên dưới năm ngàn năm, anh hùng nhiều như qua giang chi khanh. Thiên đạo hữu cảm, đặc biệt hạ xuống thiên đạo kiểm kê bản xếp hạng. Đất đai mênh mông, diệu Trung Hoa ta bánh xe lịch sử nghiền qua, chỉ có hoàng triều sừng sững ở trong lịch sử. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3, ở L, năm Mậu Tuất. Lần này kiểm kê. Kiểm kê lịch đại 10 đại khai quốc hoàng đế. Kiểm kê hình ảnh liên thông chư thiên vạn giới, tất cả lịch sử vị diện đều có thể tiến hành quan sát phát biểu. Tất cả các tuyên bố sẽ bay qua vòng trời dưới dạng màn bom. Trong lúc nhất thời, vô luận là hán cao tổ lưu bang, hay là đám người trong vị ương cung đều hiện lên vẻ khiếp sợ kiểm kê thập đại khai quốc hoàng đế chiêu thiên vạn giới tất cả lịch sử vị diện liên tiếp tin tức cho dù là những này gặp qua đại thế khai quốc hoàng đế cũng đều từng cái từng cái khiếp sợ thập đại khai quốc hoàng đế cũng không biết ta lưu bang có thể xếp hạng đến thứ mấy trong mắt lưu bang hiện lên vẻ chờ mong thân là hoàng đế Tự nhiên sẽ bị người ta đem ra so sánh với hoàng đế trong lịch sử. Nhất là đối với bọn họ những hoàng đế này mà nói, cái nào không muốn so với trước trong lịch sử hoàng đế làm tốt. Mà hôm nay là thiên đạo kiểm kê, càng đại biểu cho sự tán thành của ông trời đối với bọn họ. Hàm lượng vàng này, cạt cạt Lúc này đám đại thần phàn khoái cũng đều kiển chân chờ mong. Tin rằng trong thập đại khai quốc hoàng đế, bệ hạ nhất định có thể xếp hàng đầu mọi người nhao nhao mở miệng. Trong khi đó, triều đại đại đường. Lúc này cũng là lúc hoàng triều đại đường khai quốc mới bắt đầu, trong hoàng cung đại đường, đám người Lý Uyên cũng vẻ mặt chờ đợi. Hoàng đế khai quốc, tần hoàng hán vũ. Sau đó sẽ là người nào? Lý Uyên chậm rãi mở miệng. Từ hoàng đế khai quốc của đại đường mình đến về phía trước, cũng căn bản không gom được 10 triều đại. Xem ra hậu thế cũng không biết sinh ra bao nhiêu hoàng triều nghĩ đến đây, trong lòng Lý Uyên vẫn có chút chờ mong. Kiểm kê mười đại, mình nói thế nào cũng có thể lên bảng chứ. Lý Uyên thầm nghĩ trong lòng. Dù sao mình cũng thành lập Đường Triều hiện giờ, theo thế cục ổn định, Đường Triều tỏa sáng ra sinh cơ có thể nói là khủng bố. Trong lòng Lý Uyên cũng cực kỳ tự tin vào tương lai của Đường Triều. Trong khi đó, các triều đại hoàng đế cũng đều nhìn về phía khung trời, từng cái trong lòng vô cùng tự tin, ánh mắt càng là chờ mong thân là hoàng đế khai quốc, trong lòng bọn họ đều có tự tin tuyệt đối. Cho dù so sánh với cổ kim hoàng đế, bọn họ cũng không kém chỗ nào. Như thế nào không được xưng là mười đại hoàng đế? Đại tấn triều đại, tư mã viêm vẻ mặt chờ mong nhìn về phía bầu trời. Cũng không biết trẫm có tính là khai quốc hoàng đế hay không? Tư mã viêm thì thào mở miệng. Lúc này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chầm hình ảnh trên bầu trời, có thể nói là hăng hái cho dù so ra kém tần thủy hoàng doanh chính hãng cao tổ lưu bang tư mã viêm ta không quá phận chứ tư mã viêm trong lòng suy tư phải biết rằng đại tấn hoàng triều có thể nói là đường xá thấp thỏm đầu tiên là thời kỳ tam quốc trải qua chiến loạn trải qua mấy đời cố gắng tư mã gia hắn mới đi tới tình trạng như ngày hôm nay nhất là tư mã viêm hắn sau khi cầm quyền trực tiếp đánh vỡ thế cục chân vạc không chỉ có bình định ba thuộc mà còn diệt đông ngô lúc này mới có đương kim đại tấn hoàng triều đây quả thực là hành động vĩ đại cho dù so với tần hoàng hán vũ cũng không quá đáng chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng tư mã ý càng thêm tự tin chỉ là nhìn thấy con trai mình tư mã viêm cảm thấy phiền lòng duy nhất không được hoàng mỹ chính là con trai ngốc của mình bất quá cũng may mình đại tấn còn tương đối ổn định chỉ cần mình đứa con ngốc này ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hết thảy cũng đều ổn. Chỉ là suy nghĩ một chút, khóe miệng tư mã viêm hơi nhếch lên. ngẩng đầu nhìn hình ảnh kiểm kê trên vòm trời, hắn đã khẩn cấp nhìn thấy thân ảnh của mình xuất hiện. Trong khi đó, hoàng triều đại tùy, tùy văn đế dương kiên già mà kiên, một thân long bào càng làm cho hắn tăng thêm vài phần uy nghiêm. Dương kiên nhìn về phía thiên khung. Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười nghiền ngẫm chỉ thấy ánh mắt của hắn từ phía dưới đông đảo thần tử trên người đảo qua, các ngươi cho rằng ta đại tùy có thể xếp thứ mấy. Lời này vừa nói ra, đông đảo thần tử ở đây hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi trầm mặt ngắn ngủi, có một tướng lĩnh trực tiếp đi ra. Vi thần cho rằng, bệ hạ tuyệt đối có thể xếp hàng đầu trên bảng xếp hạng này. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 3. Lịch sử thập đại khai quốc hoàng đế, thiên đạo ban thưởng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tên tướng lĩnh này lập tức nói. Nghe nói như thế, đông đảo thần tử ở đây nhao nhao mở miệng phụ họa. Từ sau ngũ hồ loạn hoa, trải qua 300 năm chiến loạn, hoa hạ đại địa ta quả thực hoang tàn khắp nơi. Nhờ có bệ hạ, mới có thể chấm dứt loạn thế này. Công tích như thế, ít nhất cũng phải đánh đồng với tần hoàng hán vũ không chỉ có như thế a à, bệ hạ còn sáng tạo ra chế độ mới khoa cử để bách tính thiên hạ đều ca tụng huống chi đại tùy ta cường đại hơn xa đại đường khiến vô số dị tộc thuyết phục đường thái tông tiền triều cũng chỉ được xưng là thiên khả hãn bệ hạ ngài chính là được xưng là thánh nhân khả hãn a à. sau một phen nói dương kiên có thể nói là long tâm cực kỳ vui mừng Ha 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 ha. Đã như vậy, trẫm liền yên tâm. Dương Kiên lúc này vẻ mặt hài lòng nhìn về phía khung trời. Vô luận là những thần tử này theo như lời, hay là Dương Kiên chính mình trong lòng cho rằng, hiện giờ tên của mình tuyệt đối trên bản có tên. Nhất là khi nghe mình sánh vai tần hoàng hán vũ, càng thắng đường Thái Tông. Cho dù là Dương Kiên, trong lòng cũng vô cùng sảng khoái. Ở trong lòng hắn, cũng cho là như vậy có hoàng đế khai quốc nào tự nhận mình kém hơn các hoàng đế khác? Huống chi, Tần Thủy Hoàng Doanh chính tuy rằng được xưng là hoàng đế, nhưng Tần Triều chỉ duy trì ngắn ngủi 14 năm, nhị thế mà chết. Chính mình đại tùy cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Hoàng Triều Đại Tống Lúc này trong hoàng cung, Thái Tổ Triệu khung giận có thể nói là hăng hái. Thiên đạo kiểm kê Nhất định có chỗ cho Triệu khung giận ta. Triệu khung giận vẻ mặt tự tin nghĩ mình, trực tiếp bình định ngũ đại thập quốc. Công tích như thế đủ để lưu truyền thiên cổ, trở thành quân vương ca tụng rộng rãi. Chỉ sợ hành động vĩ đại của đại ca, vô luận là tiền triều hậu đại, đều có thể nhìn thấy. Chỉ sợ ngay cả tần thủy hoàng doanh chính, hán vũ đế lưu bang cũng phải khâm phục. Triệu quan nghĩa ở một bên cảm thán Nghe vậy, cho dù mắt triệu khung giận sáng ngời, không ngừng gật đầu. Được 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 nếu đúng như thiên đạo bản bản nói chỉ sợ thật đúng là như thế trong lòng triệu khung giận hơi kích động đối với những hoàng đế đời sau như bọn họ mà nói tần hoàng hán vũ chính là thần tượng của đại đa số hoàng đế bọn họ có thể được bọn họ tán thành trong lòng triệu khung giận tự nhiên kích động huống chi hôm nay là bản xếp hạng thiên đạo sắp xếp mình chưa chắc đã không bằng tần thủy hoàng hán cao tổ kia vị diện lịch sử của hoàng triều đại minh vườn hoàng cung lúc này chu nguyên chương đang cùng mã hoàng hậu đi dạo trong vườn hoa cũng chính vào lúc này trên bầu trời đồng dạng hiện ra dị tượng đây là thứ chim gì vậy chu nguyên chương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ là sau khi thấy rõ chu nguyên chương mặc dù là kinh ngạc lịch đại khai quốc hoàng đế chu nguyên chương thì thào mở miệng mà đám hài nhi ở một bên cũng nhao nhao chúc mừng lại là thiên đạo bản xếp hạng ông trời hiển linh a phụ hoàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập vương triều đại minh nhất định trên bản khai quốc hoàng đế đúng vậy hơn nữa lấy phụ hoàng làm nhất định xếp hạng trước đến lúc đó tất cả hoàng đế đều có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của phụ hoàng a đám người chu tiêu ngươi một lời ta một câu nhao nhao khen ngợi nghe được những lời này chu nguyên chương cũng không khỏi bị chọc cười Dựa theo các ngươi nói, thân ảnh của chúng ta cũng có thể xuất hiện ở trên trời." Chu Nguyên Chương cười nói. Nghĩ đến hành động của mình, Chu Nguyên Chương không khỏi thẳng lưng. Từ một cái chén rách cho tới hoàng triều đại minh hiện giờ. Việc này, đừng nói đặt ở các triều đại hoàng đế bên trong, coi như là ở kia thủy hoàng đế trước mặt cũng đủ để cho hắn tự tin. Nhìn thấy phần thần sắc này của Chu Nguyên Chương, Mã Hoàng hậu bên cạnh không khỏi cười nói. "Ngươi nha, chư thiên lịch sử vị diện chỉ thấy trên bầu trời có vô số màn đạn thổi qua chính là rất nhiều lịch sử người cảm khái có thể thấy được thiên đạo bản xếp hạng đối với bọn họ trùng kích to lớn cho dù là hiện đại theo chư thiên nghị luận trong lòng mọi người cũng càng thêm chờ mong cũng đúng lúc này chỉ thấy trên vòm trời màu vàng chữ viết tiêu tán lại một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ tất cả hoàng đế thậm chí nhìn thấy người kiểm kê nhào nhào nuốt nước miếng đây là chỉ thấy một hàng chữ to màu vàng kim xuất hiện trên bầu trời thập đại khai quốc hoàng đế bản cửu châu đại địa rộng lớn vô ngần hoàng triều thay đổi càng là đã thành lịch sử quy tắc lần này kiểm kê khai quốc thập đại hoàng đế sẽ từ khai quốc độ khó công tích đối với hậu thế ảnh hưởng ba cái chủ yếu phương diện tiến hành xếp hạng kiểm kê kết thúc lúc đều có thể đạt được thiên đạo khen thưởng trình tự kiểm kê ngẫu nhiên hàng chữ màu vàng này vừa ra trực tiếp để chư thiên lịch sử vị diện tất cả mọi người nuốt nước miếng khai quốc khó khăn công trạng ảnh hưởng đến hậu thế không hổ là thiên đạo kiểm kê t chẳng phải là nói trẫm còn có thể nhìn thấy ảnh hưởng của mình đối với hậu thế lại còn có loại chuyện chưa từng nghe nói qua này trẫm nhất định phải xem đời sau đánh giá ta thế nào trong khi đó vị diện lịch sử của hoàng triều đại tần. Nhìn thấy chữ to màu vàng trên vòm trời, khóe miệng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đã sớm nhếch lên, vui mừng không nằm miệng lại được. Được được được. Trong lòng Doanh Chính vô cùng tự tin. Vô luận là hạng mục nào, hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Quả nhân muốn xem hậu nhân đánh giá ta như thế nào. Trong mắt Doanh Chính lộ vẻ chờ mong. Doanh Chính tự nhận là đức cao tam hoàng, công hơn ngũ đế cũng không biết người đời sau có cho là như thế hay không. Không chỉ như thế, hắn còn cực kỳ hứng thú với phần thưởng thiên đạo. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 4. Mở ra kiểm kê, hắn cao tổ lưu ban mới đệ ngủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nếu là thiên đạo ban thưởng, khẳng định không phải một ít phạm vật có lẽ có thể đạt được trường sinh chi pháp doanh chính trong lòng suy tư nhất là nghĩ đến trường sinh thời điểm càng làm cho hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng dù sao đi nữa lần kiểm kê này hắn đã là tình thế bắt buộc ngay khi hắn đang suy tư hình ảnh trên vòm trời biến hóa chỉ thấy một đạo thân ảnh thấy không rõ xuất hiện ở trên bầu trời thiên đạo chi âm cũng là vang lên cái thứ nhất kiểm kê khai quốc hoàng đế đại hán hoàng triều Hán cao tổ Lưu Bang, thanh âm này phản phất từ bên tai mỗi người vang lên, cũng làm cho Chư Thiên lập là vị diện người đều hít vào một hơi lãnh khí. Đi lên chính là Hán cao tổ Lưu Bang, trên bầu trời cũng có không ít màn đạn bay qua. Không nghĩ tới người thứ nhất chính là vị này, chắc hẳn có thể xếp hàng đầu trong thập đại khai quốc hoàng đế. Hán cao tổ Lưu Bang, đây chính là người lật đổ đại tần, khai quốc đại hán không nghĩ tới chúng ta những người hiện đại này, cũng có thể chiêm ngưỡng một chút tổ tiên phong tư. Cũng không biết, đại danh đỉnh đỉnh hán cao tổ có thể tại này mười đại khai quốc hoàng đế trong bản xếp hạng thứ mấy. Chiêu thiên lịch sử vị diện nhân kiển chân chờ mong. Hoàng triều đại tần, trong hoàng cung. Doanh chính cùng một đám đại thần đều vẽ mặt kinh ngạc nhìn về phía khung trời. Nhất là doanh chính, giờ phút này vẽ mặt khó có thể tin. Lật đổ đại tần ta hán triều này xem ra chính là triều đại sau đại tần ta doanh chính sắc mặt âm trầm không ngờ người đầu tiên kiểm kê chính là khai quốc hoàng đế sau đại tần doanh chính hơi kinh ngạc trong lòng hắn cũng không khỏi đối với lưu bang càng thêm tò mò không biết các vị ái khanh thấy thế nào ánh mắt doanh chính đảo qua trên người mọi người nghe doanh chính đặt câu hỏi đại thần ở đây cũng nhao nhao mở miệng có thể bị hậu nhân đánh giá như thế chỉ sợ hán cao tổ lưu bang này tuyệt không đơn giản bất quá theo như thần thấy đây cũng chỉ là hậu nhân ngu kiến mà thôi bệ hạ nhất thống lục hợp khai sáng đại thống nhất chưa từng có có thể nói là đệ nhất nhân rồi lý tư vương tiễn và các đại thần cẩn thận nói nghe được lời nói của mọi người sắc mặt doanh chính ngược lại thư giãn vài phần ta ngược lại là tò mò cái này lật đổ ta tầng triều người có thể ở trên bảng xếp hạng thứ mấy doanh chính chậm rãi mở miệng trong mắt hiện lên một tia sáng đại tấn triều đại khóe miệng tư mã viêm giật giật dĩ nhiên là hán cao tổ tư mã viêm trong lòng có chút sợ hãi lại nói tiếp mình đại tấn là triều đại sau đại hán khi ba nước thế chân vạc hán triều còn có hy vọng phục hưng nhưng chính mình đại tấn tự tay dập tắt đại hán phục hưng hy vọng diệt cái kia ba thuộc chi địa bất quá nghĩ đến bọn họ ở vào vị diện lịch sử bất đồng tư mã viêm cho dù là thả lỏng tâm cũng không biết vị này có thể xếp hạng thứ mấy trên bảng xếp hạng trong mắt tư mã viêm mang theo vẻ tò mò trong khi đó chư thiên lịch sử vị diện người cũng đều ở trong cảm khái đại minh trong ngự hoa viên lúc này chu nguyên chương rất hứng thú nhìn về phía đám hài nhi chu tiêu các ngươi cho rằng tên lưu bang này có thể xếp hạng thứ mấy Chu Nguyên Chương mở miệng hỏi. Lời này vừa nói, đám người Chu Tiêu nhau nhau nói ra kiến giải của mình. Theo Hài Nhi chứng kiến, thế nhân chỉ nói Tần Hoàng Hán Vũ, ngược lại là Hán Cao Tổ Lưu Bang không quá nổi danh. Đại ca nói rất đúng. Chỉ sợ Hán Cao Tổ Lưu Bang không vào được top 5. Bẩm báo Phụ Hoàng, các Hài Nhi cũng cho là như vậy. Đám người Chu Tiêu vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Chu Nguyên Chương, giống như muốn được hắn tán thành chỉ có chu lệ trong đám người một bộ như có điều suy nghĩ thấy vậy chu nguyên chương chậm rãi lắc đầu đều nói tần hoàng hán vũ nhưng khai quốc hoàng đế có cái nào đơn giản chu nguyên chương khẽ thở dài lúc này nhìn về phía hình ảnh trên bầu trời trong lòng hắn cũng có chút chờ mong đại hán ở trên lịch sử tuyệt đối là một nét mực đậm màu có thể nói xuyên suốt đến nay nếu ảnh hưởng đến đời sau đại hán tuyệt đối có thể xếp thứ ba hơn nữa đại hán sáng lập lúc ban đầu, chính là bắt nguồn từ nông dân khởi nghĩa. Hoàng triều đại minh sao không như thế? Giờ này khắc này, đúng như lúc đó khắc kia. Cũng chính vì thế mà trong lòng Chu Nguyên Chương cảm khái muôn vàng. Đại đường, lúc này trong hoàng cung, Lý Uyên nhìn về phía ba đứa con trai phía dưới. Trong lòng lại nổi lên nói thầm. Mình so với những hoàng đế khai quốc kia, chỉ sợ là không có cách nào so sánh chỉ có thể kỳ vọng vào hậu bối của mình. Lý Uyên chậm rãi thở dài. Trong lòng hắn cũng có bức số, ai có thể nghĩ tới chính là hán cao tổ. Lúc này Lý Uyên thậm chí cũng có chút hoài nghi, mười đại lịch đại khai quốc hoàng đế trên bảng xếp hạng, đến tột cùng có hay không chính mình. Lúc này phía dưới ngôi vị hoàng đế, mấy huynh đệ Lý Thế Dân đều không khỏi nhìn thấy bầu trời. Nhìn thấy chư thiên lịch sử vị diện gửi đi màn đạn, mấy người cũng không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng kích động. Đây chính là vị trí có thể lưu danh thiên cổ. Không chỉ có như thế, bây giờ còn có thể xuất hiện ở thiên đạo bản xếp hạng. Bị chư thiên ngàn vạn vị diện nhìn. Nhất là Lý Thế Dân, giờ phút này ánh mắt đã sáng quắc. Nếu như ta trở thành hoàng đế, cũng không biết hậu thế nên như thế nào đánh giá. Lý Thế Dân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này chư thiên vị diện đều là tò mò, hán cao tổ lưu bang, có thể ở khai quốc hoàng đế trong xếp hạng được mấy. Ngay tại chư thiên lịch sử vị diện lâm vào tranh nhau thảo luận lúc, trên bầu trời, màu vàng chữ cái giao hội. Thiên đạo chi âm, cũng lại một lần nữa vang lên. Hán cao tổ lưu bang. Trong thập đại khai quốc hoàng đế, xếp hạng thứ năm. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 năm đại tần tứ thủy đình trường lưu bang tham thượng mộng bức bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc số 5 vô số người trừng to mắt thậm chí là hoài nghi mình nghe lầm phải biết rằng hán cao tổ lưu bang trong đánh giá lịch sử địa vị cực cao làm sao có thể xếp hạng thứ năm cho dù là thiên đạo kiểm kê mọi người cũng có chút không thể tin được cái này, sao có thể chỉ là thứ năm? Mặc kệ nói như thế nào, đây chính là hán cao tổ Lưu Bang A. Quả thực là làm người ta tò mò. Theo nghị luận, vô số người nhìn chầm chầm bầu trời kiểm kê hình ảnh, sớm đã là kiển chân chờ mong. Đại hán, là hán cao tổ Lưu Bang, cả người đều tê dại. Thứ năm Lưu Bang thì thào mở miệng. Trong lúc nhất thời, hắn đều hoài nghi là mình nghe lầm sao không lại doanh chính hắn nhận nhưng mình cũng không đến mức thứ năm chứ hay là nói hậu thế triều đại hoàng đế đều là một đám quái vật phàn khoái mau nói cho ta biết đây có phải là sự thật hay không lưu bang thậm chí còn gọi phàn khoái nghe nói như thế phàn khoái vẻ mặt cười khổ cái này không có đạo lý a à? phàn khoái lúc này chuẩn bị an ủi lưu bang đúng lúc này hai người ngạc nhiên phát hiện thanh âm bên tai vẫn còn tiếp tục không chỉ có như thế trên hình ảnh kiểm kê trên vòng trời từng chữ to màu vàng ngưng kết mà ra lưu bang sinh ra ở nông thôn chính là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử từ bình dân đi lên ngôi hoàng đế tần mạc hán sơ tần triều áp bức dưới nồng dần nhau nhau khởi nghĩa trong nhiều cuộc tranh đoạt lưu bang đăng lâm đế vị từ đó khai sáng đại hán thiên đạo bình luận Đại Hán là một trong những thời đại chói mắt nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Sau Đại Hán, dân tộc Hoa Hạ tự xưng là người Hán. Cho đến người đời sau, dân tộc đều là Hán. Bởi vậy có thể thấy được, lực ảnh hưởng của Đại Hán rất mạnh. Theo thiên đạo chi âm hạ xuống, trong lúc nhất thời chư thiên lịch sử vị diện người nhau nhau khiếp sợ. Vô luận là triều đại trước Đại Hán, hay là vương triều thành lập sau Đại Hạng Hán. Không khỏi sinh lòng sùng kính bọn họ đều là dân tộc Hoa Hạ, có thể làm cho dân tộc Hoa Hạ đều tự xưng là người Hán, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Đại Hán. Nhất là những triều đại sau Đại Hán, dân chúng các vương triều đều cảm thán. Bọn họ đều từ đáy lòng cho rằng mình là người Hán, cũng chính vì vậy. Bọn họ đều từ đáy lòng tán thành Đại Hán. Mà nhân vật có thể khai sáng hoàng triều như thế, chính là Hán Cao Tổ Lưu Bang. Trong hoàng cung Đại Tần, doanh chính làm thủy hoàng đế kinh hải. Đại hán này lại là triều đại sau triều tận ta. Cũng không biết mình đại tần kéo dài bao nhiêu đời. Không chỉ như thế, người nhìn thấy đời sau đều tự xưng mình là người hán, thậm chí tự xưng mình là người hán. Trong lòng doanh chính nhất thời có chút hâm mộ. Loại thành tựu này, quả thực ngẫm lại liền sản khoái. Thử nghĩ trên mặt đất hoa hạ, dân chúng bình minh đều xưng mình là người tần, vô luận triều đại nào cũng như thế. Loại tinh thần này thậm chí sẽ không bởi vì triều đại thay đổi mà biến hóa. Cho dù là đại tần ta cũng không thể làm được như thế. Doanh chính khẽ thở dài. Hiện giờ tuy rằng mình đã thống nhất sáu nước, nhưng dương nghiệt sáu nước vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn tà tâm không chết như cũ. Thậm chí dương nghiệt sáu nước này còn vọng tưởng lật đổ đại tần. Điều này cũng làm cho doanh chính có chút không vui. Dương nghiệt sáu nước kia ánh mắt thiển cận. Thả biết tầm quan trọng của Thiên hạ nhất thống. Bất quá cho dù là ở đại tầng, cũng chỉ có con dân đại tầng mới có thể tự xưng là người tầng. Nghĩ đến đây, trong mắt Doanh Chính càng thêm tò mò. Lưu Bang rốt cuộc đã làm gì? Không chỉ như thế, Doanh Chính cũng chú ý tới lời nói của Thiên Đạo chi âm. Trong lịch sử người đầu tiên từ bình dân đi lên ngôi vị hoàng đế. Thú vị. Trong lòng Doanh Chính có thêm vài phần chờ mong cho dù chính mình từ một cái pro tân đi tới hôm nay thủy hoàng đế nhưng mình vốn là thân phận quý tộc quả nhân muốn xem lưu bang là nhân vật anh hùng gì đại hán nghe được lời bình luận của thiên đạo đối với mình lưu bang cũng vẻ mặt kinh ngạc người hán xem ra đại hán ta ngày sau đại hưng a lưu bang vẻ mặt vui sướng nói hôm nay đại hán cũng chỉ là một cái tân sinh hoàng triều làm khai quốc hoàng đế lưu bang tự nhiên không nghĩ tới tương lai đại hán có thành tựu như thế giờ phút này biết được trong lòng tự nhiên là vui sướng vô cùng bất quá nghĩ đến xếp hạng của mình lưu bang không khỏi nhíu mày xếp hạng này đại hán ngày sau huy hoàng như thế nhưng mình xếp hạng thứ năm trong các đời khai quốc hoàng đế có hợp lý không ta ngược lại muốn xem là chuyện gì xảy ra hoàng triều đại đường lúc này trong hoàng cung lý uyên đã há to miệng hán cao tổ lưu bang cũng chỉ đứng thứ năm lý uyên trong lòng khiếp sợ các đời hoàng đế trên bản thiên đạo này đều là quái vật gì biết rằng hán cao tổ lưu bang trong lịch sử địa vị cực cao nhưng coi như là khai quốc hoàng đế lưu bang cũng chỉ là thứ năm vậy mình chỉ sợ ngay cả top 10 cũng không lên được nghĩ đến khả năng này lý uyên không khỏi chua xót cười trong khi đó đại tấn tư mã viêm cũng tê dại bắt đầu liền nổ tung ai có thể nghĩ đến hán cao tổ lưu bang dĩ nhiên chỉ là thứ năm trong bảng xếp hạng này là quái vật gì tư mã viêm vẻ mặt bất đắc dĩ vốn cho là mình còn có thể ở bảng xếp hạng hàng đầu hiện tại hán cao tổ vừa ra tới chỉ là thứ năm chư thiên lịch sử vị diện người càng là chờ mong lưu bang này chính là người kết thúc đại tần hoàng triều ngay khi chư thiên lịch sử vị diện chăm chọc, thiên khung hình ảnh biến hóa, mà thiên đạo thanh âm cũng lại một lần nữa vang lên. Lưu Bang xuất thân từ nông dân, sau khi triều tần thành lập, đảm nhiệm bái huyện tứ thủy đình trưởng. Lời này vừa nói, chư thiên một mảnh yên lặng. Mà doanh chính làm thủy hoàng đế lại càng trừng to hai mắt. Hả? Đình trưởng tần triều ta. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 6. Hồ hợi mắt trợn tròn, ta oan uổng A, à, Lý Uyên Ta Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tần Thủy Hoàng vẽ mặt ngơ ngác Vốn tưởng rằng lưu bang này là hậu thế xuất hiện, ai từng nghĩ khi mình khai quốc đại tần cũng đã có Không chỉ vậy, người này còn là một tiểu quan triều tần của mình, đình trưởng tứ thủy Điều này đối với doanh chính mà nói, quả thực chính là sấm sét giữa trời quan. Trong lòng hắn cũng không khỏi toát ra một ý nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ nói tần triều mình tồn tại còn chưa tới trăm năm? Doanh chính nuốt một ngụm nước miếng. Biết rằng, hắn vẫn cho rằng triều tần của mình thiên thiên vạn vạn thế. Cũng chính vì vậy, mới vô cùng tự tin. Lúc này đại thần ở đây cũng đều nghĩ tới loại khả năng này, hai mặt nhìn nhau, nhau nhau nuốt nước miếng. Đình trưởng tứ thủy Bệ hạ, hiện tại có nên bắt người này lại không? Nông dân khởi nghĩa. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử phát sinh nông dân khởi nghĩa. Chỉ sợ trong đó khẳng định đã xảy ra biến cố lớn. Đại thần ở đây đều đổ mồ hôi trắng. Chỉ là mấy đoạn văn ẩn chứa tin tức, liền làm cho bọn họ khiếp sợ. Trước mắt kiểm kê một cái khai quốc hoàng đế, dĩ nhiên cùng bọn họ thân ở một thời đại nhưng đại tần bọn họ cũng vừa mới khai quốc mấy năm a ai biết ngày sau xảy ra chuyện gì mà tần thủy hoàng nghe được những lời này tháng chín nhíu mày hay cho một lưu bang trước tiên đem người này bắt lại cho quả nhân tháng chín ngay cả mở miệng sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía công tử phù tô uy áp vô hình tản ra không khí trong hoàng cung cũng trong nháy mắt động lại đại thần cùng với phương sĩ ở đây đều lau mồ hôi trong lòng không khỏi đồng tình với đại công tử. Biết rằng, công tử Phù Tô chính là tần hoàng kế nhiệm. Chẳng lẽ chính là bởi vì đại công tử mới có thể dẫn đến tần triều diệt vong? Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra ý nghĩ như thế. Chỉ thấy trong mắt doanh chính mang theo vài phần tức giận. Phù Tô, ngươi có biết đây là chuyện gì xảy ra không? Thắng chính ngay cả mở miệng. Trong hoàng cung lập tức lặng ngắt không tiếng động phù tô vẻ mặt chua xót lúc này nhìn hình ảnh trên bầu trời, trong lòng không khỏi mang theo bi thống. Nếu quả thật là hành động của Hài Nhi dẫn đến triều tần diệt vong, vậy Hài Nhi có tội. Phù tô không khỏi khóc trống lên. Nghe nói như thế, đại thần ở đây nhao nhao thở dài. Phù tô công tử không thể nào là hôn quân được. Cho dù so ra kém tầng hoàng điện hạ, cũng không đến mức dẫn đến tầng triều diệt vong chứ chẳng lẽ là bởi vì dương nhiệt của sáu nước cho tàn lại cháy? T. Chưa chắc không có loại khả năng này. Trong lúc mọi người tranh nhau nghị luận cảm thán, doanh chính trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Tuy rằng mình và phù tô có chút ý kiến bất đồng, nhưng phù tô cũng tự mình nhìn lớn lên. Nói thế nào cũng là con trai của mình, phù tô tuyệt đối có tài năng thống trị quốc gia, cho dù kém hơn nữa, cũng không đến mức dẫn đến đại tầng diệt vong. Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn không khỏi nhìn thấy hồ hợi đang cười trộm nhất thời ngược lại cảm thấy nếu như hoàng đế kế nhiệm là hồ hợi thì có khả năng này mà đình trưởng tứ thủy lưu bang nhìn thấy bức tranh này lại là đã sớm trốn đi mặc cho ai cũng không biết triều đại đại tần sẽ phát sinh biến hóa gì trong khi đó những lời nói khiếp sợ này hóa thành màn đạn xuất hiện trên vòm trời chọc cho không ít vị diện lịch sử vui vẻ giỏi lắm hiện giờ hoàng đế đại tần vẫn là thủy hoàng đế thắng chính, mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không biết tần nhị thế không phải phù tô mà là hồ hợi, hưu xin lẫn nhau với nhau, ai có thể nghĩ đến đại tần đi lên liền cho mọi người một niềm vui? nếu là phù tô chỉ sợ đại tần cũng sẽ không nhị thế mà chết. đúng vậy, chỉ tiếc vị hoàng đế thứ hai của đại tần không phải là phù tô. nhìn thấy thủy hoàng đế mộng bức thật muốn cười chết lịch sử vị diện không ít người mở miệng chăm chọc nhìn thấy màn đạn bay qua bầu trời tần thủy hoàng cả người đều choáng váng cái gì không phải phù tô mà là hồ hợi mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì tần thủy hoàng cũng đại khái biết đã xảy ra chuyện gì đơn giản chính là hồ hợi cướp lấy ngôi vị hoàng đế trở thành hoàng đế cũng khó trách khi lưu bang tồn tại trong hoàng triều đại tần tuổi tác đã không nhỏ mà hồ hợi nhìn thấy một màn như vậy lại càng há hốc mồm này ni mã ta còn chưa làm gì liền soáng vị cho ta mà phù tô vừa mới bị răng dậy lại càng oán niệm nhìn về phía hồ hợi ánh mắt đại thần ở đây cũng đều cổ quái rất nhiều ánh mắt hồ hợi khóc không ra nước mắt đây là thiên đạo cố ý nhằm vào ta sao rất nhanh thanh âm tần thủy hoàng vang lên hồ hợi cho ta một lời giải thích trong hoàng cung tất cả mọi người là rung lên, tất cả mọi người biết, doanh chính là thật sự nổi giận. Trong khi đó, chư thiên lịch sử vị diện, ngược lại là một bộ vui sướng không khí. Đại đường, lúc này trong hoàng cung đại đường, cũng không khỏi tràn ngập một mảnh không khí vui vẻ. Mặc cho thủy hoàng đế được khen là thiên cổ nhất đế, cũng không nghĩ tới mình có thể gặp phải chuyện máu chó này. Lý Uyên cảm khái nói. Lúc này ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía mấy hài nhi dưới hoàng tọa, đám người lý thế dân. Trong mắt lộ vẻ vui mừng. Nói đi, mình cũng có chỗ mạnh hơn tần thủy hoàng, đó chính là mấy hài nhi của mình. Nghĩ tới đây, Lý Uyên không khỏi ưỡn ngực. Chính mình mấy hài nhi này có tài năng không nói, luận về đức hạnh, cũng tất nhiên sẽ không giống như hồ hợi. Có hài nhi như thế, còn cầu gì nữa? Lý Uyên cảm khái. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 7. Vạn giới cảm khái. Cái này Lưu ban thật là một cái trung hậu người A. Bạn đang nghe tại truyền chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. 8. Chư Thiên Kinh Ngạc. Lữ Công Cầm Kịch Bản. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đám đại thần đại hán nhau nhau tự hào cười to, còn không phải sao? Đi đâu tìm bệ hạ tốt như vậy? Chúng ta đi theo bệ hạ lăng lộn, đây chính là xưng vương, tuyệt đối là minh quân tốt nhất, sáng suốt nhất. Bệ hạ chưa từng quên công huân khai quốc của chúng ta. Bất luận lựa chọn bao nhiêu lần, đều phải cùng bệ hạ lăng lộn. Bệ hạ chính là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Nghe bọn họ ngươi một câu, ta một câu nói không ngừng. Lưu Bang nghe mọi người thổi phòng, cũng không khỏi bắt đầu hoài niệm quá khứ. Nhớ lúc trước, ta không nhìn nỗi khổ của bách tính, bạo chính của tần, khởi nghĩa bái huyện. Rồi sau đó bình phục ngụy địa, trù tính chung vài quận, cướp lấy quan trung, rồi sau đó liên tiếp tiêu diệt quân tần, diệt tần xưng vương. Sau khi trải qua một phen đau khổ, rốt cục bình định thiên hạ, mở đầu cho đại hán. Hình ảnh kia thấy trẫm xấu xí, cũng chỉ là một hạt nhân sinh, không đủ để nhắc tới. Phan khoái cũng càng tùy tiện cảm khái. Chúng ta bệ hạ, chính là từ phố phường mà lên, đổi lại là người khác, ai có thể làm được. Các đại thần tiêu hà cũng cảm khái như vậy. Bệ hạ hùng tài đại lược, người khác khó ra được. Bệ hạ lòng có thiên địa, như vậy hình tượng cũng bất quá là tình thế bức bách, tất nhiên không thể cho là thật. Chiêu thiên các đời đế vương, nhau nhau xưng kỳ có thể a à, không nghĩ tới lưu bang này nhìn lưu manh thực tế lại có ý chí như vậy không quan tâm đến lịch sử đen tối của mình lưu bang không hổ là hán cao tổ có thể thành tựu một phen bá nghiệp xem ra đích xác không đơn giản đâu điểm này phải ghi nhớ đáng để học tập đại minh triều chu nguyên chương liên tục vỗ đùi được 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 ta cũng phải học tập hán cao tổ này đó là lịch sử đen tối sao đó là minh chứng cho sự phấn đấu của chúng ta đúng nhất định mã hoàng hậu bên cạnh lập tức trêu ghẹo ngươi nha chỉ là thích học những thứ này cũng không sợ làm hư bọn tiêu nhi rồi chu nguyên chương nhất thời đỏ mặt ấy vậy không thể hơn nữa tiêu nhi chúng ta chính là kế thừa đại thống cũng không cần học những thứ này a à. lúc này một ít màn đạn cũng không khỏi bay qua ha ha. Minh Thái Tổ so với Hán Cao Tổ hình như cũng không kém. Cũng là từ phố phường mà lên, lịch sử đen tối cũng không ít. Này, đừng nói nhiều quá, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm mà. Mà vào lúc này, trong hình ảnh, Lưu Bang chính là hình tượng dân nghèo. Cả ngày cũng chơi bời lêu lỏng, làm ra vẻ lưu manh. Chỉ thích nói những lời mạnh miệng, nhưng chưa bao giờ làm được đại sự gì. Nhưng một người như vậy, sau một lần tiệc rượu lại được lữ công hứa gả con gái lữ trĩ hơn nữa còn là loại không thể không có lưu bang trước đây không biết bao nhiêu người thân phận cao quý hơn lưu bang đến cầu hôn nhưng đều bị lữ công cự tuyệt lại là nhìn lưu bang liếc mắt một cái đã chọn trúng giờ phút này chư thiên lịch đại tất cả đều kinh ngạc đậu má lữ công cầm kịch bản đúng không lưu bang bây giờ chỉ là một tên côn đồ con gái hắn làm sao có thể gả cho hắn đúng vậy lúc này đầu óc lữ công bị nước vào rồi phá án lữ công rất có thể có năng lực tiên tri trừ lần đó ra thật sự không nghĩ ra bất kỳ lời giải thích nào xem ra lưu bang quả nhiên có mệnh thiên tử từng đợt màn đạn soát bình luận mà vào lúc này trong hình ảnh lưu bang dưới đề nghị của tiêu hà lên làm đình trưởng tứ thủy cuối cùng cũng có một ít thân phận cũng phù hợp với quỹ đạo của người khác lúc này chư thiên nhìn thấy như thế đều rất là chờ mong ồ câu chuyện sắp bắt đầu rồi sao thật muốn nhìn xem lúc trước đến tột cùng là làm như thế nào tuy rằng nghe nói qua không ít lịch sử nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên a à. không nghĩ tới cuộc đời còn có thể tận mắt chứng kiến đại hán khai quốc hoàng đế quá trình trưởng thành bàn điểm này thật sự là quá dịu đồng thời các triều các đại đều bắt đầu nghị luận cái này cái thứ nhất bình dân khai quốc không biết khai quốc độ khó như thế nào có thể xếp thứ mấy chắc chắn là không thấp nhỉ phải biết rằng lưu bang đối mặt chính là thủy hoàng đế a à? đại tần cường đại cũng không phải nói mà thôi cảm giác hẳn là rất khó nhưng mà lưu bang hình như cũng chưa từng trực tiếp đối mặt với thủy hoàng đế nhỉ lúc này khắp nơi hoàng đế cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Doanh chính Không biết, trẫm càng không muốn để cho tên này khai quốc. Chu Nguyên Chương Không rõ lắm, nhưng trẫm cảm giác có thể giống như chơi. Rất nhanh, Lưu Bang trong hình liền say rượu chém bạch xà, sau đó khởi nghĩa. Các đời hoàng đế nhất thời khóe miệng co quắp. Say rượu trảm bạch xà, lý do thoái thác thôi. Cái cớ này thật đúng là tốt a. À cái khác không nói, đầu óc lưu bang thật đúng là rất hữu dụng. Lại học được rồi, quả nhiên phải ra mặt dạy mới được. Triệu khung giận lại càng chăm chọc. Việc này ta quen, cũng không biết lúc trước, ai khoác hoàng bào lên người ta. Bất quá lúc này, các đời hoàng đế, cũng đều rất là chờ mong. Kế tiếp, hẳn là quá trình đại hán gây dựng sự nghiệp. Xem ra, hẳn là sẽ càng thêm đặc sắc. Đại hán gây dựng sự nghiệp, cũng tương đương với đại tần bị diệt. Không biết thủy hoàng đế nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 9. Chư Thiên Tê. Lưu Manh không đáng sợ, liền sợ Lưu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giờ phút này, Chư Thiên lịch đại, bất luận là đế vương hay là văn thần võ tướng đều muốn tận mắt nhìn xem đại hán to như vậy đến tột cùng hùng khởi như thế nào dù sao cái này so với đọc sử sách còn rõ ràng hơn nhiều mà nội tâm doanh chính lại càng cảm thấy chờ mong ngồi trên ngôi vị hoàng đế ánh mắt âm trầm như nước nắm chặt nắm đắm hắn muốn tự mình nhìn xem chính mình mấy đời người cố gắng sáng lập lên tầng triều đến tột cùng là như thế nào bị gì trẫm nhất định phải mượn cái này tổng kết giáo huấn có lẽ, còn có cơ hội, có thể nghịch thiên cải mệnh. Trong lòng doanh chính, âm thầm nghĩ. Rất nhanh, trong hình ảnh. Lưu Bang gia nhập quân đội chống tần. Mà lúc này Lưu Bang đã 48 tuổi, 48 tuổi mới bắt đầu khởi nghĩa. Đối với tình huống này, Chư Thiên nhìn thấy, cũng không khỏi cảm khái nghị luận. Người bình thường, sợ là 48 chưa chắc có thể sống, Lưu Bang vậy mà còn có thể làm một phen sự nghiệp lớn quả nhiên khó lường a à, khó trách có thể thành sự không phải có thiên mệnh thật đúng là làm cho người ta không thể tin được xem ra đây chính là cái gọi là vận mệnh đi thật sự là kỳ diệu cũng liền lưu bang đổi lại là người khác ai có thể tuổi này mới bắt đầu lăn qua lăn lại đúng vậy nhìn chung lịch sử cũng chỉ có một mình hán cao tổ có thể lên cao mà doanh chính lúc này cả người đều hoàn toàn tê dại ở tuổi này còn có thể phản tần sao? Chẳng lẽ đại tần ta yếu đuối như vậy sao? Những đại thần này đều là làm gì ăn, một cái nghịch tử có thể đem đại tần cơ nghiệp tất cả đều hủy sao? Ánh mắt doanh chính quét qua quần thần dưới đại điện. Nhất thời, để cho đám người Lý Tư nhào nhào không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng sợ hãi không thôi, đồng thời cũng âm thầm phun tào. Đậu má, ánh mắt bệ hạ thật khủng bố, đây chỉ sợ là muốn giết người a. À làm sao bây giờ? Đại tần này vì sao phải diệt, chúng ta cũng không biết a. À. Xong rồi xong rồi, bệ hạ giận dữ, huyết hàng ngàn dặm. Chẳng lẽ, vinh quang mà ta chờ, dừng ở đây sao? Ai chủ đạo để cho đại tần diệt, để cho ta biết, ta nhất định phải bóp chết hắn. Mà những hoàng đế đời sau, lại là nhau nhau cảm khái. Xem ra, Lưu Bang thật đúng là có tài lớn thành đạt muộn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi tuổi tác như vậy không biết bao nhiêu hoàng đế cũng không sống được tuy rằng sử sách ghi lại tiết điểm trong đó nhưng có thể tận mắt nhìn thấy thật đúng là rung động không giống bình thường hán cao tổ quả nhiên không tầm thường vân mệnh trời chuyện không thành mà thân không hủy a à. chẳng lẽ là cùng trảm bạch xà thật có chút quan hệ sớm biết trẫm lúc trước cũng noi theo một phen lúc này hình ảnh tiếp tục lưu chuyển lưu bang và hạng vũ triển khai tranh phong đều muốn trở thành hùng chủ thiên hạ. Một, chiến sự hiểu dũng, tự thân vận động. Một người, trấn thủ phía sau, điều động nhân thủ. Thông qua hình ảnh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lưu Bang có thể nói là quản nạp hiện tại, đối thủ hạ tướng sĩ, lại càng lớn mật ủy quyền. Cái gọi là, dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ người không cần. Rất nhanh, chính là thu hoạch được một đám người, như hàng tính, quán anh, lâu kính đều là ở phương diện bất đồng, có năng lực đặc thù tài cán. Bất luận xuất thân như thế nào, chỉ luận năng lực cao thấp, có tài năng liền có thể là trọng trách. Mà hàng vũ lại càng tin tưởng chính mình, hạ nhân đối thủ cũng chỉ là càng nhiều sai khiến cùng mệnh lệnh, cũng không ủy quyền. Trong chiến tranh, hàng vũ từng đợt tự mình lĩnh binh, lại càng đích thân ra chiến trường, chiến tích thập phần huy hoàng, nhiều lần chiến thắng. Chiến ý lấy ít thắng nhiều, lại càng không ít nhìn thấy sự khác biệt bực này các đời hoàng đế cũng không khỏi cảm khái tố vấn hạng vũ dũng mãnh quả thật như thế a à? nhưng đáng tiếc chỉ có dũng mà lại quá dũng trong lòng vô kế quá ngạo khí tính cách bực này khó thành hoàng đế đúng vậy có vẻ như mọi thứ đều có lý mà lúc này doanh chính nhìn hình ảnh hiện ra không khỏi nhíu mày bất kể nói thế nào thực lực bày ra lưu bang và hạng vũ không có cách nào đấu nhưng hồng môn yến, lưu bang dám đi, đúng là có chút can đảm. Các hoàng đế đời sau, cũng nhao nhao cảm khái. Dũng khí của lưu bang không thể đo lường. Thật không hổ là hoàng đế lưu manh từ xưa đến nay, khó tìm được một vị. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh này lá gan lớn. Mấu chốt là lá gan này cũng quá lớn. Nếu hạng vũ buông mặt mũi, sợ là sẽ không có hán cao tổ ở phía sau. Nếu không nói, người ta là cầm kịch bản đâu bất quá lúc này cũng có người cảm khái trên thực tế lưu bang làm việc rất được lòng người đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể thành công nước có thể chở thuyền cũng có thể chở thuyền lưu bang am hiểu sâu sắc đạo lý này không thể chê trời sinh chính là người làm hoàng đế mà lúc này hình ảnh tiếp tục hiện ra tràn diện kinh điển hạng trang vũ kiếm ý tại bái công chư thiên lịch đại vô số người càng là cảm khái. Lưu Bị tuy lớn tuổi, nhưng nhìn mày rậm mắt to, vừa nhìn đã biết là phúc hậu. Lưu Lý Lưu Khí chỉ là bề ngoài, bên trong lại chưa chắc như thế. Các đại hán quần thần, càng là nhau nhau nhớ lại. Nếu như thu xếp những thứ này đều xưng vương, bệ hạ làm sao phúc hậu được? Có thể làm được như vậy, cũng chỉ có bệ hạ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 10. Người làm công hạng vũ Cao tổ Lưu Bang cuối cùng xưng đế vương Bạn đang nghe tại truyện.audio Rất nhanh, trong hình hiển thị Ở ước định ai lấy được quan trung trước, liền có thể xưng quan trung vương sau Lưu Bang tiên hạng vũ vào thành, nhưng cũng không vơ vét của cải trắng trợn, cũng không phóng túng bản thân Ngược lại là trấn an dân chúng thu nạp lòng người tiền tài mỹ nữ đó là một chút cũng không có tham lam giờ khắc này chư thiên tất cả đều sợ ngay người chết tiệt cái này cũng có thể nhẫn lưu bang quả nhiên là người làm đại sự tuyệt từ chỗ này có thể nhìn ra được lưu bang thành đại sự tâm tính tuyệt không phải người thường có thể so sánh nếu đổi lại là những người khác bảo địa như thế đã sớm hiện ra nguyên hình rồi tuyệt vời sử sách ghi chép quả nhiên không có sai lầm nhưng đồng thời không ít đế vương cũng đều nhao nhao than thở đáng tiếc kỳ thật hạng vũ nhiều lần cũng có cơ hội nhưng đều không thành công xem ra đây thật sự là cái gọi là thiên mệnh a à. thiên ý như thế cho dù hạng vũ cường đại như thế nào cuối cùng cũng không cách nào thay đổi vận mệnh hắn cũng không phải là người xứng đáng được thiên hạ này thật đáng tiếc không thể không nói hạng vũ thật sự là sinh sai thời đại nếu là trở thành nhị thế chi chủ nhất định có thể vì vương triều mở mang bờ cõi nhưng nếu hạng vũ thành công cũng không còn đại hán ngày sau nữa cũng có người nói đây không chỉ là vận mệnh hiển nhiên các ngươi đừng quên lưu bang tuy lúc trước lộ ra thái độ lưu manh nhưng quả thật là đại tài nếu chỉ dùng thiên mệnh khái quát tài hoa không khỏi có chút bất công nói rất đúng nếu không phải bản thân hắn có tài hoa, làm sao có thể ngồi vững ở địa vị cao này. Sau đó, hình ảnh tiếp tục biến hóa. Sau khi trải qua một phen chinh chiến cùng mưu độ, Lưu Bang cuối cùng thành công khai quốc Đại Hán, tiếp tục sử dụng tận chế. Trong hình, Lưu Bang 55 tuổi, nhìn vẫn hăng hái như cũ. Thay một thân long bạo đế vương quý giá, rốt cục là biểu hiện ra, phong phạm đế vương của hắn. Hình ảnh đến tận đây, các đời hoàng đế cũng không khỏi cảm khái bên này hán cao tổ lưu bang cả đời khai quốc cũng rộng lớn mạnh mẽ trong đó có không ít kinh nghiệm kỳ diệu tận mắt nhìn thấy lịch sử khai quốc của hán cao tổ thật sự là dư vị vô cùng đây có lẽ là ân tứ ông trời ban cho ta có thể tận mắt chứng kiến lịch sử không có gì thú vị hơn đại minh chu nguyên chương đối với việc này cũng có chút cảm khái Đúng là một hoàng đế có tài hoa, cả đời cũng được cho là đặc sắc. Chúng ta có thể nhìn thấy cảnh tượng này, không uổng công cả đời. Đại mùi tử, ngươi nói có đúng không? Mã hoàng hậu mặt cười. Bây giờ ngươi đã biết nói đạo lý rồi. Chu Nguyên Chương vừa nghe khen, nhất thời thoải mái cười to. Đúng vậy, nói như thế nào ta cũng là cửu ngũ chí tôn a. À. Đại Tống. Triệu Khung giận cũng có một phen cảm khái có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình này thật đúng là kỳ diệu không hổ là hán cao tổ đích xác rất có bản lĩnh có nhiều thứ đáng để học tập hoàng hậu tống thị cũng không khỏi cảm thán hán cao tổ này cũng có tư chất đế vương trời sinh là hoàng đế nhưng bệ hạ tất nhiên cũng không thua mà lúc này chư thiên lịch đại không ít người đều nghị luận sôi nổi đối với quá trình lưu bang khai quốc đánh giá không ít Kỳ thật thật muốn tính ra, cảm giác ngoại trừ tuổi tác bên ngoài, lưu bang này khai quốc, tự hồ không có gì khó khăn. Quả thật, mặc dù hoàng đế bình dân đầu tiên, nhưng thuận theo đại thế, vốn có ưu thế. Các đời hoàng đế đều hồi tưởng lại độ khó khai quốc của mình. Tây Tấn Tư Mã Viêm Triều ta khai quốc trải qua không biết bao nhiêu chiến ý, cái này không so với hắn càng khó. Đồng hán lưu tú Ta mở lại hán chi quốc thổ, cái này không phải càng khó sao dương kiên triều tùy khi ta thống nhất gặp phải nam bắc triều phân liệt chẳng phải càng khó khăn hơn sao đông đảo hoàng đế nhào nhào cảm thán độ khó của mình tất nhiên là muốn thắng xa lưu bang cũng nhất thời đối với xếp hạng của lưu bang bắt đầu cảm thấy bất mãn như vậy tính ra hình như lưu bang vị trí có chút cao nha mặc dù mang chút sắc thái truyền kỳ nhưng còn không đến mức lịch đại phái thứ năm đi tần thủy hoàng giờ phút này lại càng mơ hồ. Khá lắm, tiếp tục sử dụng tần chế. Đây chẳng phải là tán thành đại tần sao? Hồ hợi đến tột cùng làm cái gì, đại tần mới có thể diệt. Cũng đúng lúc này, trên thiên đạo, chữ to mạ vàng, lóe ra quan huy. Từng câu từng chữ, chậm rãi hiện ra, đánh giá lại lần này. Hán cao tổ lưu bang, tài lớn thành đạt muộn, trải qua nông dân khởi nghĩa, phản tần liên minh, cuối cùng thành bá nghiệp khai quốc độ khó. Bình thường các đời hoàng đế thấy đánh giá như thế, tiến thêm một bước cảm khái. Lý Uyên nói như thế, thật đúng là danh quy thực chất. Triệu khung giận. Đúng vậy, Lưu Bang biết người giỏi dùng, hàng tính, phàn khoái, tiêu hài những thứ này, đã vượt qua rất nhiều người. Tư Mã Viêm. Không hổ là đại hán khai quốc hoàng đế, danh xứng với thực A. Lưu Tú mạnh chỉ có một chữ. Tài hoa là không thể phủ nhận. Dương Kiên. Đúng là có bản lĩnh thật sự, tuyệt đối không phải dân thành phố tầm thường. Chu Nguyên Chương. Giống như chúng ta a à, đều là làm hoàng đế liệu. Thiết Mộc Chân. Đúng là một đại tài. Các đời hoàng đế đều tán dương. Lúc này trong hình ảnh, đi theo lưu bang lăn lộn, tất cả đều gà chó lên trời. Phân phong xưng vương, lãnh địa phân chia, vinh hoa phú quý, hưởng vô tận. Lúc này đại hán, Lưu Bang cười nói. Phan khoái, ta cũng không bạc đại các ngươi. Phan khoái vội vàng trêu ghẹo Bệ hạ nói ở đâu? Chúng ta đi theo ngài, đây chính là thiên đại vinh hạnh. Cũng đúng lúc này, hình ảnh lại một lần nữa biến hóa. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4